Xin được hoan hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Thưa quý vị, đây là kênh tâm linh hàng đầu Việt Nam được tư vấn và trợ duyên bởi thầy Gia Cát cùng với các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Quý vị thân mến, ai trong mỗi chúng ta đều mong cầu có được may mắn và thành công. Nhưng cuộc sống thì luôn đưa ra những thử thách bắt buộc chúng ta phải vượt qua. Không ai thành công mà không trải qua những gian truân, vất vả. Vậy nên việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu trong tháng 7 là điều hết sức quan trọng và cần thiết. Qua việc xem tử vi, quý vị có thể nắm bắt được vận cát hung trong cuộc sống của chính mình. Và cụ thể hơn, việc xem tử vi cho tuổi Đinh Sửu trong tháng 7 âm lịch thì bạn sẽ biết được qua tháng 7 của mình như thế nào, vận hạn, tiền bạc có được thuận hành hay là không và sẽ có được những lưu ý gì trong cuộc sống. Luận giải tử vi tuổi Đinh Sửu vào tháng 7 được xây dựng và tư vấn bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu về tử vi trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt. Vậy nên đây sẽ là phần luận giải tử vi cho tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 7 âm lịch chính xác và đầy đủ nhất. Qua việc xem lá số tử vi thì thầy Gia Cát cũng đưa ra những lời khuyên giúp ích cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997, chúng ta tránh được những vận hạn và có được những bước đi gặt hái được nhiều tài lộc và may mắn trong cuộc sống của mình. Và xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng theo dõi phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 7 âm lịch ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Những người tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 mệnh giản hạ thủy có đặc trưng là rất nỗ lực làm việc, chẳng nề hà gian khó mà luôn hướng tới mục tiêu đã định. Họ đặc biệt không thích ồn ào, không thích gây chuyện thị phi, gặp người yếu đuối họ sẵn sàng giúp đỡ hết mình chứ tuyệt nhiên không có ý định hiếp đáp. Người này có tinh thần nghĩa hiệp hiếm có, luôn đứng về phía lẽ phải, họ không run sợ trước cường quyền, không khoanh tay bó gối, đứng nhìn kẻ xấu, chẳng nhắm mắt làm ngơ khi thấy người nguy nan. Tháng này tình hình của những người tuổi Sửu sinh năm 1997 nhìn chung là thuận lợi, bạn xác định được nhiệm vụ chính của mình nên luôn cố gắng tập trung, cố gắng. Dù đôi khi có gặp phải trắc trở, nhưng nhờ tinh thần tích cực chủ động, bạn hoàn toàn có thể giải quyết thuận lợi. Vận trình tình duyên cũng có những bước phát triển rõ ràng, bạn biết được sức quyến rũ của mình nằm ở đâu nên dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác phái. Tuy nhiên, nếu có chừng mực trong chuyện tình cảm, tốt nhất là bạn nên thực hiện như vậy, chớ để việc này gây ảnh hưởng đến các nhiệm vụ chính của mình. Bản mệnh chú ý sinh hoạt khoa học, không nên vì nghĩ rằng mình còn trẻ, thường xuyên thức khuya, ăn uống thiếu điều độ. Nếu quá buông thả bản thân, bạn dễ gây ra ảnh hưởng xấu của mình cho sức khỏe về lâu về dài. Xét về thiên can, Đinh Âm Hòa gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là chính ấn, nghĩa là bản thân được sinh dưỡng và nuôi dưỡng. Đây là tháng khá tốt cho các quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu. Nếu có cơ hội, cần phải nắm bắt, tài lộc sẽ đến, sự phát triển tốt đang chờ đợi bạn ở phía trước. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Tử vi tháng này dự báo nếu còn đang đi học, gia chủ tự biết cách điều chỉnh bản thân để tìm ra phương thức phù hợp nhất cho công việc, đạt được thành tích cao. Nhưng do tác động xấu của hung tinh, bạn dễ gây chuyện thị phi vì thái độ vô kỷ luật. Thậm chí có lúc ảnh hưởng đến công việc. Tại nơi làm việc bạn sẽ đối mặt với khá nhiều thử thách, đồng thời gặp nhiều rắc rối. Cũng chỉ bởi vì cái tính nóng này không kiểm soát tốt cảm xúc của mình gây ra. Dù không thể phủ nhận năng lực làm việc của bạn, nhưng nếu cứ cư xử một cách tùy hứng như vậy, bạn sẽ gặp rắc rối to đấy. Ngoài ra áp lực từ công việc, đồng nghiệp, cấp trên khiến cho tinh thần của con giáp này chịu nhiều ảnh hưởng, bạn nên vượt qua những khó khăn trong thời điểm này. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ, để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng cho quý vị gia chủ tuổi Đinh Sửu để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Với sự hỗ trợ từ phía gia đình và bằng sự khéo léo của bản thân, tuổi Đinh Sửu hầu như không phải lo lắng về vấn đề tiền bạc trong năm 2022. Tuy nhiên bạn cũng nên không vì thấy tiền trong túi đang rủng rỉnh mà tiêu xài quá trớn, cần tiết chế ham muốn của mình, nếu không sẽ dễ dẫn đến phát sinh thêm khoản chi, thậm chí là gây ra áp lực kinh tế không chỉ cho bản thân mà cho cả gia đình.
Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tỵ, dậu, sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng này, bạn có thể gặp một số vấn đề về dạ dày, đường tiêu hóa do ăn uống và sinh hoạt không điều độ. Ngoài ra, da dẻ của bạn cũng có dấu hiệu kém sắc, dễ nổi mụn nhọt, do đó bạn nên uống nhiều nước, chớ nên thức khuya để bảo vệ làn da tươi tắn. Bạn nên bỏ thói quen ăn uống thiếu khoa học trong thời gian vừa qua, thay vì đó hãy duy trì nguyên tắc với phương châm ăn sáng ngon, ăn chưa đủ và ăn tối ít. Tâm trạng của bản mệnh cũng ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sức khỏe, vì thế đừng quên tìm cách đối phó tốt với những cảm xúc thay đổi thất thường mỗi ngày. Các quý vị gia chủ Đinh Sửu hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị tuổi Đinh Sửu. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Tháng này có cát tinh chiếu mệnh sẽ giúp các mối quan hệ của bạn diễn ra hài hòa tốt đẹp, làm gì cũng có người giúp đỡ, đi đến đâu cũng được yêu mến. Có những việc con giáp này không dự đoán trước được, vì thế hãy cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Người độc thân có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn, năng nổ kết giao, mở rộng các mối quan hệ hợp tác. Kể cả trong việc tìm kiếm một tình yêu mới cho mình, các hoạt động đội nhóm cũng hứa hẹn sẽ đem về cho những người tuổi Sửu những mối quan hệ như ý. Có điều bản mệnh cần phải giữ tỉnh táo, kẻo bị kẻ tiểu nhân lợi dụng tình cảm mà lừa gạt cả tình lẫn tiền. Càng là người mới quen, càng cần phải tìm hiểu cặn kẽ, chớ để vẻ hào nhoáng hay những lời đường mật chót lưỡi đầu môi của đối phương che mắt. Các mối quan hệ với gia đình, họ hàng, bạn bè, thầy cô nhìn chung đều êm đềm, ít xung đột. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân, năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm, đại dịch thổ. Tháng Thân, lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi Đinh Sửu trong tháng 7 âm lịch này, cần tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 1 tháng 7 năm 2022, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Quý Mùi, có nạp âm dương liễu mộc. Ngày âm lịch, ngày 13 tháng 7 năm 2022, tức ngày 10 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Ất Mùi, có nạp âm Sai Trung Kim. Ngày âm lịch, ngày 25 tháng 7 năm 2022, tức ngày 22 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Đinh Mùi, có nạp âm Thiên Hà Thủy. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Đinh Sửu. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi Đinh Sửu trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 6 tháng 7 năm 2022, tức ngày 3 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Tý, có nạp âm Phích Lịch Hỏa. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 7 năm 2022, tức ngày 15 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Canh Tý, có nạp âm Bích Thượng Thổ. Đây chính là 2 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi.
Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của tuổi Đinh Sửu sinh năm 1997 trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp đỡ cho tất cả quý vị phần nào trong cuộc sống này có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!